qua trang cá nhân, chồng của ca sĩ Hồng Ngọc Thomas Tâm Nguyễn vừa xác nhận bị nhiễm COVID-19 tại Mỹ. Anh cho biết, suốt thời gian qua bản thân rất kỹ, hạn chế ra đường tiếp xúc với nhiều người vì nhà có con nhỏ, ông bà lớn tuổi. Vì vậy, khi nhận kết quả dương tính COVID-19, Thomas Tâm Nguyễn không khỏi bất ngờ. Cuối cùng thì cũng bị nhiễm COVID-19 và hôm nay trời nắng đẹp, mình ráng ra ngoài đi bộ hít thở không khí trong lành. Gần một năm rồi, số lượng người nhiễm và chết cũng không giảm đi, nhưng vì dịch bệnh lâu quá nên chắc chúng ta đành chịu sống chung với con virus này thôi. Thế nhưng khi nhận được kết quả dương tính với COVID-19 thì mình rất lo lắng. Lo là bố mẹ và vợ con mình sẽ bị lây nhiễm hay không? Lo là chuyện không hay sẽ xảy ra, Thomas Tâm Nguyễn viết trên Facebook cá nhân. Chồng ca sĩ Hồng Ngọc cho biết nguyên nhân anh bị lây bệnh là làm việc chung với một người em bị nhiễm COVID-19. Khi về nhà, anh có biểu hiện cổ họng khô và rát, người đau nhức. Sau đó Thomas Tâm Nguyễn đi xét nghiệm, dặn khẩn để biết ngay kết quả. Nhận được tin dữ từ chồng, ca sĩ Hồng Ngọc thở dài và nói, anh về nhà đi rồi sẽ mau khỏi thôi. Vì muốn cho mình được chóng bình phục, Hồng Ngọc mang thức ăn đặt ở trước cửa phòng rồi mình mở cửa bưng vào, ăn y chang tù binh. Ngọc đưa bao nhiêu cũng ăn hết, ăn nhiều hơn cả lúc không bệnh. Một ngày 4-5 bữa, uống nước cam vắt, nước xả gừng chanh tắc đủ các loại, xông hơi ngày 2 lần. Nói chung là làm tất cả để được hồi phục. Giờ mình chỉ đang mong muốn một điều là Ngọc không bị lây. Mà làm sao không lây được, chỉ có thể là phép lạ thôi. May mắn là ông bà đã có kết quả xét nghiệm âm tính và ông bà phải sống riêng, không gặp các con cháu nhà Tâm nữa, Thomas Tâm Nguyễn nói. Nhiều nghệ sĩ như Nhật Tinh Anh, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, ca sĩ Cao Thái Sơn, Phi Nhung đã gửi lời động viên và cầu nguyện cho Thomas Tâm Nguyễn mau chóng khỏi bệnh, trở về với cuộc sống bình thường. Thomas Tâm Nguyễn cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ca sĩ Hồng Ngọc. Khi suốt thời gian qua, cô đã ở bên cạnh anh, động viên tinh thần, chăm lo từng chút một. Nhiều lúc lời ăn lời uống nước, nhưng thấy em lo cho anh như thế, thì thức ăn em đưa bao nhiêu, anh cũng phải ăn cho hết. Mấy hôm nay không dám cãi lời em mà, chỉ biết nghe lời thôi đúng không? Anh biết em bị áp lực lắm, thôi ráng lên em nhé. Nhờ em chăm sóc anh tốt như vậy, anh sẽ mau chóng hồi phục thôi. Cầu xin cho em được khỏe mạnh để lo cho gia đình mình ngay lúc khó khăn này. Năm 24 tuổi, ca sĩ Hồng Ngọc kết hôn cùng một nhạc sĩ nổi tiếng, song do những khúc mắc trong cuộc sống, cả hai đã sớm đường ai nấy đi. Trong một lần đi lưu diễn ở nước ngoài, được ca sĩ tình cờ quen biết với doanh nhân Thomas Tâm Nguyễn, đều sinh năm 1978 và ưa thích nghệ thuật. Hồng Ngọc và Thomas Tâm Nguyễn đã chủ động giữ liên lạc và âm thầm tìm hiểu nhau. Khi nhận lời yêu, vị doanh nhân bằng tuổi tiếp tục chinh phục nữ ca sĩ, bởi tính cách khá hiền lành và luôn biết quan tâm đến mọi người xung quanh, dù chỉ là điều nhỏ nhặt nhất. Thời điểm về chung một nhà, Thomas Tâm Nguyễn đang là một ông chủ quán bar có tiếng ở Mỹ, còn ca sĩ Hồng Ngọc đã là một ngôi sao thành danh. Dù công việc làm ăn thuận lợi, nhưng sau đó Thomas Tâm Nguyễn quyết định sang nhượng quán để làm quản lý riêng cho bà xã. Trong ngày kỷ niệm 10 năm bên nhau, Hồng Ngọc vô cùng bất ngờ khi được chồng mua tặng cho một căn biệt thự khang trang nằm ven bờ biển ở Mỹ. Ngoài là một người chồng ông bố ba con tâm lý ở thị trường hải ngoại, Thomas Tâm Nguyễn đang là một bầu xô, nhà sản xuất chương trình nổi tiếng. Với cách làm việc chuyên nghiệp và cách ứng xử khôn khéo, anh được lòng rất nhiều nghệ sĩ như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Trần Giang, Nhà Phương. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.